đồng Thủ Nhang, Nguyễn Thị Lì. Thủ Nhang, bản điện Quang Minh, thôn Nghĩa Hương, xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, tham gia giao lưu với ba giá đồng. Đề nghị Đông Phương Phật Quán, Đức Hoàng, Đức Ông Bảy Bảo Hà, cô bé Thượng Ngàn, thì mời thanh đồng Nguyễn Thị Thủy loan giá phục hành. Tặng phòng chê thắng sẽ loạn nề, thanh mẫu tự về lô nhang xạ nhiệt pháp rơi mong muôn chư Phật hài hội tất giao văn, tùy dư kết tường vân thành ý phương ngân chư Phật hiện toàn thân. Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát, Nam mô hương vân cái Bồ Tát Ma Tát, Nam mô sẽ loạn thành ra sinh thành nghĩ như trên đền Đông Quang, trên đàn hải ngàn độ nhiệt tình mừng ra du từ mẫu lương vô hương hoa nổi đặc thanh hương trí tâm kim cương nhân chu biến thập vương. Nam mô hương cúng giang Bồ Tát Ma Tát, Nam mô hương cúng giang Bồ Tát Ma Tát, thanh giang hồi cúng thanh mẫu đệ tam thịnh mời, thanh mẫu đệ tam xin cất lòng nữ ngự tòa thoại cung. Giới định chân nhang thuần gửi dung thiên thượng đệ tử tiền thanh nhiệt tại thiên lô phóng quanh ác nhân luân tức biện mãn thập phương tích nhật xa du miễn nạn tiểu tai trương. Nam mô nhang cũng giang Bồ Tát Ma Tát, Nam mô nhang cũng giang Bồ Tát Ma Tát, sẽ loạn thanh ra hồi cung. Nam thiên đế thích triền phong sinh ra công chúa, nối dòng lệ ra con dâng văn đệ nhị trên đàn kỳ. Dừng
đặt sao ta thoái danh bán nguyệt khoan mê khoan chiều vào đứng gập ghềnh đôi thấp núi trên ngàn tôi tú anh linh ý à, ý à. Bề chấp mưa cuốn đầu gành xa là mắt phượng lòng lạnh hoa tươi tốt nên xanh phấn nhị hồng tô điểm nan xa ý. Lừng đi, làm dân sông hoa cắt cửa rừng bỏi đi.
nâng châu múa dịu dàng khoan thai, thắt lưng đai giọt ngăn giọt dài. Ý à, trời một màu xuân sắc tốt tươi rực rỡ, đêm trên ngàn lắm quả nhiều hoa. Lên ngàn lắm quả nhiều hoa, chầu bà đốt đuốc vào ra sớm chiều, hồ mây nặng chiếu lưng. Sớm chiều cá vàng, tay khơi bê bạc rừng vàng, đem cho trăm họ giàu sang đời đời, đem cho trăm họ đời đời giàu sang. Trên đông cuông châu ngự chính ngồi, dưới suối trên đồi ai kẻ dám đang quyền cai bao lạc hà giang. Đó là cảnh thần tiên. Gió lam thoảng đưa hương ngào ngạt mi, bóng mê bóng ác tà đã gác nghi lon tây trăng kín mặt nước vơi đầy bao hà cổ tích xưa nay. Còn chuyện
cõi Bắc địa kia, lưu truyền cổ tích. Ông bảy hoàng thực tích đi chung quân sinh thời, làm tướng trung thần ban nùng kính thọ muôn dân đi khâu đầu. Sớm khuya phụng thờ sân kinh có chữ Nam Mô A Di Đà Phật, nghi hoàng vô ngự động hoàng bề có phép thần thông. Thank you.
vua thượng đế sinh ra. Giáng tại sơn lâm đất bào hà, thanh gia ngồi cùng nương xanh ngắt núi đồi hùng vĩ, đền công cuồng tù khí trung linh thông thao, thác đổ trước gành trước gành. Đông nghe cuồng cổ tích hiếm tình danh nghe là tin cô bé trên ngàn lừng lấy đất đông cuồng đã dậy thần oai, chẳng nhìn mặt nước gành gì cả. Hoàng cầu cả
trông như nàng tiên nữ đang hái hoa trên ngàn xa. Đừng đến ngàn cao vút thiên chim ngàn ca hát lính nô. Nay cô về cánh suối ca vàng, cây tre bóng suối reo tịnh tàng. Chân chân bước bước hoàn thai nhịp nhàng, mắt long lanh như sao băng ra chân ngọc hà. Xuống tóc mít tơm tơm bay cô lăn giá về đây trên ngàn núi. Biết nơi trần gian, trần gian có biết cô bé ngàn tối linh, trần gian có biết cô bé ngàn tối linh. Dẫn tin yêu kiều bước đi lên à, kẻ là nàng tư nữ, kẻ là nàng tư nữ đang hái hoa trên đàn. Đôi tay tiên cô đang hái hoa phù dung, đôi tay tiên cô đang hái hoa mộc hồng. Lao là hoa cúc hoa quỳnh, hoa sói hoa lan bông hoa nào đẹp. Hoa cúc hoa quỳnh, hoa sói hoa lan bông hoa nào cũng Nguyễn Thị Bì, Phủ Nhang, Quang Minh Điện, Hoàng Thành Sơn.